Đây các bạn, nên bữa trưa tôi lại tập trung ở nhà ăn nhá. Nhiều món. Anh chị ơi, em bảo này, em cứ order chung một cái hóa đơn xong lên xe mình chia nhau tiền nhá. Không từng tách tách. Em ơi, ở đây có ổ cắm này. Em ơi, ở đây có ổ cắm này. Bố uống chai hay không ạ? Uống cái gì được? Bia, bia ấy. Bố lấy lời cái đây. Để giới thiệu tí. Đây là món lẩu bữa trưa của đoàn. Hay xem kiểm tra có những cái gì nhỉ? Cái này là cá sống. Cá sống đấy. À, cái này là cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương. Người Nhật là nguyên ăn cá sống cái này nhé. Còn đây là thịt gà. Đây là nồi lẩu. Nồi lẩu của mỗi người có một nồi lẩu riêng. Mỗi người có một nồi lẩu riêng. Không chung chạ gì cả. Đây là cái gì đây? Mì bố. À mì à. Còn cái món này tập hết các vị này. Các loại củ cải rồi rau sống. Nó salad ra. Cái đồ đỏ đây không là cái gì đây đúng không? Bố đang làm YouTube đấy. Cái bố làm YouTube cái yên cái việc của bố cứ làm ăn việc ăn cứ ăn chứ. Tao ăn ra tiền mày ăn mày mất tiền. Tiền là tiền chơi chứ không phải là tiền mình ham hố. Đúng không? Tiền là tiền chơi. Tiền giải trí thôi chứ không phải là tiền để làm kinh tế. Nhớ bố. Ơi mời cả nhà nhá bà ơi. Thôi hai bố con mình không cháu có bên này mà. À còn cái nắp đậy là cái gì đây? Cái nồi gì bố? Cơm. Cơm Nhật. Cơm Nhật. Cơm Nhật thì không ăn nhiều cơm đâu, họ chỉ ăn chủ yếu là thức ăn. Đấy. Hay lạnh bát cơm đầy. Gọi là cơm Nhật mà thì ăn thế này đâu. Đây cả đoàn đấy. Mời cả nhà bên Việt Nam nhé. We'll be right back.